Alo, vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Star 8X. Mình là 8X đây. Hôm nay thì trời cũng rất là đẹp và cũng rất thích hợp để chúng ta ngồi đánh Dota. Nào, thử xem nào. Chuyện này thì mình sẽ đổi gió một chút, là không đánh mấy cái dòng ganh cơ với lô cơ nữa. Hôm nay đánh tăng cơ đi, cái dòng mà mình ít khi mình đánh, nhưng mà có lẽ cũng không đến nỗi phí đâu. Ngày hôm qua thì mình có bình luận trận đấu của, như hôm qua mình đánh cung ca để vậy. À, không bình luận thôi, chứ còn đánh thì đánh từ hôm trước rồi. Hôm qua mình bình luận lại trận đấy thì cũng đã update rồi, thì chắc là mọi người cũng đã xem. Không ai biết à? Ui xìa, khi mình được đi mid Welcome to our village. Greetings, my lord. Welcome to our village. Biết ở những cái video trước thì mình bình luận thì không biết nó có lan man lòng ngoằng quá không. Các bạn nếu mà nghe mà cảm thấy nó làm nhảm nhiều quá thì cứ comment để mình biết. Nói chung là mình bình luận được mấy video rồi, thành ra bây giờ nói nó cũng quen quen, nên là nói thành ra không nói lại thì không biết. Còn mọi người không nói gì có nghĩa là mọi người cảm nhận được thì mình cứ thế mình làm thôi. Mình ra đi mid. Hay rồi. Mua có ba cái rau muống, chắc là để lên boss sớm đây. Đau hô vãi nịt. Đúng là bất hạnh khi mà cầm tay ngắn mà đi gặp cái em vú vếu 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 to này ở mid. Nghĩa là đi mid thì ở trong Dota ít có cái role nào có thể đi được Lina lắm. Cái skin nerd của Lina đứng đeo vào đầu. What the fuck? Oh, what the fuck? Đừng! Đúng mà! Ôi! Yeah, sống rồi. Nhưng ở những đeo vào đầu, cái skin nerd của Lina thực sự là rất là thấm đam. Và bắn cũng nhanh nữa, đam thì cũng không phải bé. Nói chung là khả năng hazard của Lina ở những level đầu ở mid thực sự là khủng khiếp. Mặc dù không chết nhưng mà như thế này thì sẽ thoát vãi nồi.
hai hit và lướt một cái, mình đi gần nửa cây máu luôn. Yeah, có thể sẽ về Gigan lần nữa thôi. Xinh gái, nhớ to, nhưng mà ác quá rồi. Lại ăn được chăn in gì, đợi mình ra để biết chăng. Thôi em yêu, người vẫn chi chứ sao được. Rớt một phát mất gần nửa máu, đáng sợ, vãi lệch. Thôi em ấy thì xinh gái vũ thôi, nhưng mà không ngoan tí nào, không ăn được. Nào cho chúng ta đây, không có ai dám biết cho mình gì, thế này thì thật lắm. Nào lại đây em, giao thông tí đi. Fuck, đây em về. Theo lịch trình thì có lẽ kênh của mình sẽ up một video một ngày vào tầm khoảng 21 giờ. Thì mọi người có thể đăng ký hoặc là các giờ cái thời gian đấy để lên để theo dõi cái video mới của mình. Thì mình nghĩ là về cái vấn đề bình luận thì sau mấy video thì nó cũng đã khá ổn rồi. Nó không còn như cái kỳ đầu nữa. Oh shit. Nó gọi bồ nó ra. À đâu, không phải. Cũng là nữ, chứ có phải làm được. Hai con này là bị lép rồi. Win Thunder Team 2 tàn hot girl. Toàn những em xinh tươi, nhưng mà toàn những em khó gặp. Súng Ziki, chém nó đi. Đờ mờ,
help you. Này có vẻ sẽ rất là thoạt đây. Thoạt thì thoạt nhưng mà vẫn phải farm. Farm thì vẫn phải chuẩn. Vừa nói xong con mẹ nó mất mấy con liền. Thôi anh ơi, em không có thích anh đâu, đừng. Yeah, hay rồi, còn cả đứt nữa. Máu vẫn thấy cối thể lắm. Các ưu quy cho phát thì là lên bàn. Xuất hiện như một vị thần xông vào hay mà tôi trần. Oh fuck, mất nhiều máu thế nhỉ. Bây giờ thì mình đang rất là thoạt cả sọt. Một khi đã thoạt thì khó mà có thể biết làm sao cho hết thoạt ra. Get out.
thôi, combat đi. B không B được. Farm, thả ở chỗ để mà farm. Oh, sông ngọc kìa. Oh shit. Đại chết rồi. Chết tao, giết nó. Yeah. Được mạng, ăn mạng rồi. Thứ hai này. Oh. Hay quá. Blink, con mẹ nó mất rồi, được rồi. Win nào. Oh shit. Triple kill. Team kia con nào xanh đều khó đỡ. Tình hình là game này sẽ ăn hành nhiều nhiều đây. Mà thôi, vạn sự khởi đầu nan. Bài toán khó thì ta cũng phải giải thôi. Muốn lên thuyền thoại thì phải chơi cối. Đó là nguyên tắc rồi. Oh shit, sâu bò nhất. Đấy. Thôi. Ốc kìa. Quát cục kìa. Thằng Nina này level to, chỉ giết nó. Đúng rồi, 420 tiền. Ôi, nhưng mà đúng tiền luôn. Vậy đi. Vậy. Vậy, nó kêu nó còn đông kìa. What the fuck. Hai chết bốn. Tình hình kiểu này trận này có thể sẽ đạt được đến Beyond Fit 9. Súng nô tha rồi. Thank you.
Thì bạn đồng gấu vãi trưởng cứ đến sầu vào thôi, bố ai đỡ được. Đây rồi, em giết được thằng xe đau lại. Ngoan. Yeah, con bác này thắng rồi. Tiếp theo súng ngay, hết 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 con mẹ nó đất vãi. Eo eo, ăn được mạng nào còn chết. Đúng là đã thoạt thì đi đâu cũng thoạt. Nhưng mà thôi, 3 mạng đổi 4 mạng thì mình cũng đang dần lấy lại được thế trận rồi. Có lẽ phải gấp rút lên ngay máy van vua mới được. Mai mình nghĩ là mình sẽ đánh con gì được nhỉ? Shit, đi chị ơi, thôi. Phải cả trời. Ác vừa chứ. Đã farm được có 2-3 clip. Đã giết mình. Đúng hả? Xinh gái ác quá trời. Xương. I wish only to serve. Đánh nó ỉa luôn. Nói chung là nếu mà đánh được một cái thì đồ nào mà chả lên được. Mình vừa nhìn thấy cái bóng ở đây. Đến anh em. Thật luôn. Bắt mình có hoàn tích nữa. Hay quá. PA nữa này. Chạy đi em. Rồi. Wow team, hay lắm. Lên được một đống tiền. Đứng lại. Ui dồi, nó gọi chị đại nó ra. Thực ra mình chơi cái trò này, những cái game mà fit fit như này mới là thú vị nhất. Những game mà mình chết nó xanh từ đầu thì nó lại không còn hay cho lắm. What? Cái gì đây? Ôi, bình tĩnh anh yêu. Wow, lửa máu rồi. Được. Còn cũng máu phân thành vãi. Đầy máu luôn. Combat thắng được này.
Trời ơi, quá ngon. Tiếp mình. Bây giờ sự đã thua bò vãi chảy rồi. Undyne, Spear, Beatback. Tàn đi thịt di động này. Về thôi. Vẫn cố à? Viết tử thành quả. Viết 6 mạng rồi. Bây giờ không muốn viết thêm nữa đâu. Và đợt dòng tăng cơ là cái dòng mình đánh chóng nhất trong cái Dota này. Bây giờ không có gì lạ khi mình cầm nó và mình viết cả. Nói chung fit cũng là một niềm vui. Thực chất mình cầm những con máu giấy thì sẽ rất ít khi chết. Và những cầm những con nhiều máu thì rất hay chết. Để họ đúng họ đánh Ska đi. Nó chạy, con mẹ nói hết rồi. Đi, éo le. Con nào mà nhiều máu ra là y rằng rất hay chết. Thật sự là khi cái con feedback này khi lên van thì nó sẽ cứng hơn rất là nhiều. Thật sự là cái van đó là cái coin item của con này rồi. Cũng gì cũng phải lên. Nó bắn cọc kìa. Oh shit, Undyne ăn một ulti kẹo quẹt nó rồi. Yeah, đừng bắn cọc à. Yeah. Rồi, xong rồi. Ska, chạy đâu đấy? Cứu em. Đúng rồi, chém nó đi. Chết rồi. Thằng súng nó bắn kìa. Tút thằng súng. Rồi, chuẩn. Hay thế mà. Khi nào ra. Thôi, tốt nhất là chuẩn đi thôi. OVA kìa. Yeah. 400 kill. Mình ngưỡng mộ anh ấy. Bộ xương di động. Và thật là cái con Neolic này có nhiều. Ôi, chuẩn đã, được. Có nhiều bạn cầm Neolic là thật sự rất là bá đạo. Sự khủng khiếp của Neolic. Nhưng mà nếu cho mình cầm những cái con châu châu như thế thì thường mình sẽ chết trước. Mình cầm mấy con châu thì mình hay để chết lắm. Nó không giống như cái kiểu đánh dòng máu giấy của mình. Mình thích kiểu trốn cơ. Mình không thích xông lên trước đâu. Nói chung là các bạn nói mình tiểu nhân cũng được. Cái thế mình không quan trọng. Yes, my lord. You're interrupting my chat. Bây giờ thì làm anh hùng thì khổ thôi. Người ta cứ đứng sau rình núp
cần khi nào mà ăn được mạng thì ta ra vậy thôi. Cam mình cũng có nhưng mà mình không muốn đưa cái màn hình webcam lên vì nó sẽ che mất một góc của cái màn hình game, nó sẽ không còn đẹp như ban đầu nữa. Còn nếu các bạn muốn những cái đẹp của mình thì mình sẽ theo yêu cầu, nếu các bạn muốn thì mình sẽ đưa lên thôi cũng được. Đẹp trai vãi lồi. Nói thật đấy, không vừa đâu. Em sợ đưa lên là cái lượng bit la nó sẽ tăng đột biến gì chưa. Chắc là do ghen tị thôi. Diễn biến game đến giờ này thì có lẽ là team mình sẽ thắng thôi. Đây bắt đầu áp đảo rồi. Không bắt nỗi thì sẽ win thôi. Kia giờ chắc chỉ ở trong nhà quay tay thôi, không ra được đâu. Thôi mình cứ ở đây mình farm đi cho nó lành. Ủa, chết, vừa nói xong cũng phi ra luôn. Ít vãi. Nào. Thấy đâu, thấy rồi. Chưa. 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 Vâng. Chip bốc kêu. Không phải. Ăn blink mất rồi. Đây. Không phải mình ăn. Thôi ta bốc kêu cũng được. Các bạn thấy ở cái Dota 1 này này thì các bạn cần đó là sự kiên nhẫn thôi. Kiên nhẫn là sự chạy cuối. Thì sau khi qua cái thời gian mà bị ăn hành ban đầu ấy thì bạn sẽ có thể thắng được. Bạn sự khởi đầu lan mà. Sẽ chạy cuối thì là hiện tại thì mình sẽ thắng được. Nhưng mà đấy chỉ là trên lý thuyết thôi nhá. Có nhiều trận anh ăn hành từ đầu đến cuối mà vẫn không ngóc đầu lên đầu đâu. Hai k sáu tiền rồi, mình làm cái hết đi cho nó khỏe lắm. Mấy em biếu to kia bây giờ hết hết đáng sợ rồi. Sao mắt kia xuống lên.
Tốt. Yeah. Cú sâu. Yeah. Sống lại. Sống lại. Ai đi. Giờ bá đạo quá. Cái này win chặt thôi. Sắp kết thúc rồi. Nghĩ là nó chỉ thêm được khoảng vài phút nữa thôi là nó sẽ kết thúc rồi. I bow to your will. My life for Nessie. Một trận đấu mà có thể nói là ban đầu thì cảm xúc nó có nhiều cảm xúc hơn khi mà bị gặp ngựa trong hành, và đến giờ phút này thì nó thành một chiều mất rồi, nó không còn kịch tính nữa. Bây giờ cứ phút là thắng rồi, chắc là cũng không đẹp được đâu. Oh shit. Nó không thèm ghét luôn. Vậy là chắc là trong nhà quay tay hết rồi. Để giải quyết được trận sau rồi. Yeah. Yeah. Not thank you. Ai rồi. Dạ, bị chọn bốt ai rồi. Mình ngưỡng mộ anh ấy quá. Oh shit. Dạ, một trận đấu. Mình không biết là nên nói là tính em kịch tính nữa. Mình chắc là cũng không đến nỗi nào đúng không? Thì chắc chắn mọi người đã theo dõi video của mình. Đây là một trận đấu mình nghĩ là dùng nó để PC cho anh ke thôi, chứ không phải là của PC cho mình. Chắc chắn mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chào.